Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu một cái món canh thanh tao và đơn giản tại nhà với riêu cua nhé. Nếu mà các anh chị cũng đang tìm một cái món canh mới cho gia đình mình thì hãy theo dõi Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nha. Đó là món canh riêu nấu với mẹ. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Em sử dụng ở đây là 200g cua xay, cà chua, hai trái cà chua, hành ngò, hành củ và ớt. Tiếp theo đó là hành củ em xắt ra để phi thơm, và mẹ nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vô cái phần cua xay này nửa muỗng cà phê muối để mình lấy cái phần riêu cho được nhiều á. Và khi mà cho muối vô đảo đều rồi thì mình sẽ tiến hành cho nước để mình lược lấy cái riêu cua, cái nước cua nhé. Cho từ từ thôi, tại vì em cho từ từ như thế này để mình lấy hết được những cái phần cua. Và mình lược qua cái rây. Cái món này thì mình chỉ mất thời gian của cái giai đoạn mình lược như thế này thôi. Nhưng mà khi mà mình lược xong rồi thì nó nhanh lắm. Đó, mình mít cái giá ở trên cái rây này để cho cái gạch cua nó xuống hết nha, cái thịt cua nó xuống hết. Và cứ như vậy mình tiến hành lược cho tới khi nào mà mình cảm thấy là nó hết cái thịt cua hoặc là hết cái nước của trong cái gạch cua ra ha, trong cái xác cua ra là được. Và mình muốn biết là khi nào mà cái xác cua đã được rồi thì mình nhìn vô cái xác cua ha. Tại vì khi mà cái xác cua mà nó hết cái gạch và thịt cua rồi thì cái xác cua nó trở thành cái màu trắng trắng, nó không còn màu nâu nâu nữa. Vậy là em lược 200g cua xay này thì em lược cỡ khoảng 1 lít nước là nó đã hết cái gạch cua rồi, hết cái thịt cua luôn. Và bây giờ thì mình sẽ để ở đây một chút cho nó lắng cái gạch cua xuống. Và mình sẽ bỏ lên bếp mình nấu nha. Trong lúc đợi cái gạch cua nó lắng, thịt cua nó lắng thì chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo và cho vô dầu ăn. Và khi mà dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vô một muỗng cà phê bột bắp để mình phi cái hành phi này, mình bỏ lên trên ăn cho nó thơm á. Khi mà hành phi của mình nó vừa vàng tới thì chúng ta sẽ lấy ra nhé. Tại vì khi mà mình lấy ra ngoài thì cái độ nóng của dầu nó còn, nó sẽ làm cho cái hành phi của mình nó vàng thêm. Và cái chảo còn lại thì chúng ta sẽ bỏ cà chua vô, chúng ta bỏ hành phi vô, hành củ còn lại vô, mình phi vô thật thơm để mình phi cái cà chua để lấy cái màu cho đẹp á, xào cái cà chua cho cái màu nó đẹp. Và mình cho vô nửa số cà chua mình chuẩn bị ha. Cái này thì mình, các anh chị thích ăn cà chua nhiều thì mình cho nhiều ha, thích ăn cà chua ít thì mình cho ít thôi. Tại vì cho cái cà chua thì nó cái màu nó lên sẽ đẹp, cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nó sẽ tạo cái độ chua cho cái món này ăn không có bị ngán. Và mình xào cho nó ra màu vậy là được rồi nhá. Bây giờ thì cua cũng đã lắng thì mình bật bếp lên
thì các anh chị nhớ căn nhá. Muốn lấy được nhiều cái gạch cua thì các anh chị phải căn. Khi mà nó vừa nóng tới thì cái gạch cua nó bắt đầu đóng vô từng tảng á, thì mình sẽ lấy cái giá mình ngoáy nhẹ nhẹ ở dưới nha, để cho nó lên cái tảng cua, tránh trường hợp mở lửa quá lớn và mình đậy nắp thì khi mà nó sôi nó trào ra thì cái gạch cua của mình nó sẽ nát hết. Và bây giờ thì mình sẽ cho mẹ vô và mình lược lấy cái nước mẹ nhé. Đó, các anh chị thấy không, cái gạch cua nó lên kìa, giảm lửa nhé. Khi mà nó sôi quá thì giảm lửa, tránh trường hợp cái lửa nó sôi mạnh quá nó làm cho cái gạch cua nó nát hết. Bây giờ mình sẽ luộc cái mẹ này nhé. Và cái mẹ này thì tùy thuộc các anh chị thôi. Mình thích ăn chua nhiều thì mình luộc nhiều, thích ăn chua ít thì mình luộc ít nhé, tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Tại em không có thích ăn cái cánh cấn của cái cơm á, cơm mẹ á, nên em phải luộc. Còn có nhiều gia đình thì họ bỏ vô luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cho cà chua vô để lấy cái màu. Nhẹ nhẹ thôi nhé, tại vì mình muốn lấy cái riêu thì mình phải nhẹ nhàng. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm vô một muỗng cà phê muối và một chút bột ngọt, dằn lại. Một muỗng canh đường đang sôi rất là lớn luôn, em phải giảm lửa. Tại vì cái bếp điện từ của em nó bị bực mình cái là giảm rồi nhưng mà nó nóng thì nó vẫn cứ sôi thôi. Và mình sẽ cho cái phần cà chua còn lại vô. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm bớt cái bọt và mình nêm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Ăn chua nhiều thì mình tăng mẹ và mặn ngọt gì thế mình có thể tăng lên, gia giảm thêm. Và bây giờ là xong rồi đó các anh chị. Mình múc ra tô và cùng thưởng thức với kênh bếp của vợ ngày hôm nay nha. Đó, nó sôi mạnh quá, cái bếp điện từ của em nó sôi mạnh quá. Mình lấy được ít phần cua ở đây. Và mình cho hành phi lên trên nè. Và hành ngò mình bỏ vô luôn rồi. Cái này thì mình ăn chung với rau sống á. Mình lấy rau sống, nước canh còn nóng á, mình nhúng vô cái nước canh này thì ăn rất là ngon luôn. Vậy là hôm nay kênh bếp của vợ đã chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu canh cua nấu với mẹ rất là ngon, ăn kèm với rau thì tuyệt vời luôn. Nếu mà các anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì hãy cho kênh bếp của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Rồi xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ạ.